Chào cả nhà, hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 22 mà mọi người đến với phiên sáng nay. Cái lô HO Vĩnh Phúc Thọ tác phẩm này thì nó về 2 ngày rồi, nhưng mà em toàn bán phiên tối và không có quay được phiên sáng cho mọi người xem bởi vì hơi bận. Thì hôm nay em sẽ quay cái phiên sáng này, chỉ HO Vĩnh Phúc Thọ thôi, cho mọi người xem được cái độ đẹp, độ to của cây và độ khủng của những cái tác phẩm này. Thì đây là những cái tác phẩm người ta hứa hẹn là để làm hoa Tết à, nhưng mà giờ người ta không có thời gian làm cho nên là họ bán lại. Và bán lại thì cũng rất là may mắn là em mua được cái lô hàng to như thế này. Đấy, mua hàng to như cao như thế này thì giá của nó cũng sẽ cao hơn so với những cái hàng mà em bán trước nha mọi người. Thì mọi người biết rồi, cây nó chất lượng nó đẹp như thế này thì giá nó sẽ khác. Đây, ví dụ như những lô hàng trước em bán thì nó là những cái cây nó như thế này thôi. Ở trên này nè, thì nó sẽ bé 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 này thôi. Đấy, cây này nó bị bung chậu này, em quay cho mọi người xem về cái độ to độ khủng của cây. Đấy, thân nó phải mọc gấp 3 4 lần như thế này nha. Đấy, hàng lớn luôn. Đó mọi người thấy không? Ví dụ như cây này thì em bán là 100.000 có hai bụi này. Đó, mà nó nhỏ này. Đấy, nó nhỏ xíu xíu xíu, nó làm sao mà lớn được bằng cái cây như thế này. Nó cây này nó phải lớn gấp 3 lần. Cây này nó tầm 15 sen thì cây này nó phải 70 80 sen mà thân nó siêu to mọc đẹp như vậy. Đấy, đi dạo một vòng cho mọi người ngắm nha. Nói chung là cái cây này nó to và nó dài lắm. Quay cái camera thì nó không thể nào mà lấy hết được cái độ to, độ dài của cây. Cho nên khách mà nói em chụp hình thì em cũng chịu. Khách nào mà muốn mua Phú Thọ với HO thì chịu khó xem cái video này giúp em nhé. Đó, em sẽ gửi cái link này cho những khách mà bảo em chụp hình này, để cho mọi người xem và chọn cây cụ thể luôn. Đó, cây nào cây nấy nó đều bóng đẹp như thế này cả. Cái này thì em mới chỉ xách ra có mười mấy chậu thôi, bởi vì nó không có chỗ, em không để hết. Thì mỗi phiên em lên thường ngày thôi, có thể dễ dàng lựa chọn nha. Ôi, quay tới cây nào là cây đó nó đẹp, nó óng ánh lên. Đấy, những cái cây mà lá nó xếp như thế này, nói chung là không có điểm chê, đẹp lắm. Quay buổi sáng thế này nhìn nó cũng không đẹp hơn ở ngoài đâu. Đấy, bây giờ mọi người nhận cây về mọi người thấy là nó sẽ đẹp nhất. Còn bây giờ em bán buổi tối là nó ít đẹp hơn, quay buổi sáng thì nó đẹp hơn một tí, mà nhận cây về là nó sẽ đẹp nữa nha. Đấy, ví dụ bán buổi tối là nó được 7 thôi, quay buổi sáng thì nó được 8, còn nhận cây về chắc chắn là nó sẽ được 10 điểm. Đấy, mọi người cứ tưởng tượng như vậy, vì không bao giờ thất vọng dành cho cái cây này. Đây là dàn HO nha, còn bên này là Phú Thọ này. Đó, Phú Thọ em bán tối thì hầu như là khách cũng xem được trước thì cũng lấy hết rồi. Bây giờ nó còn những cái chậu như thế này. Đấy, còn những cái chậu như thế này. Đó, mọi người thấy không? Nó cũng thân nó phải nói là phi 20, phi 25 luôn á. Thân rất là to đẹp như thế này. Ở Phú Thọ thì nó không có sùm như HO. Đấy, nó không có bóng bẩy, không sùm như HO. Tuy nhiên là vì khách lại chuộng Phú Thọ hơn bởi vì nó dễ hoa. Nhưng mà thực chất thì giá của cây HO thì hoa nó lại cao hơn rất là nhiều nha mọi người. Đó, hoa HO nó đẹp hơn nhiều. Cho nên là cái, nhưng mà bình thường em bán cái giá HO nó rẻ hơn Phú Thọ tí thôi. Nhưng mà lô này em mua đồng giá này, Phú Thọ thì em bán gần hết rồi. Rồi em nói như vậy thôi, không nói nhiều, các bạn lại bán nó nhiều nhé. Đi vào chi tiết này. Cái lô đầu tiên là cây Phú Thọ em bán này, chậu số 1 này. Cây này là lá mít xếp như thế này nha, lá chị Thiên. Nó trồng ở Lâm Đồng cho nên là tạc lá của nó không khác gì lá của ma bó hết đó. Đó, lá chị Thiên mà xếp như thế này, thân sập này, lá bóng dày siêu khỏe luôn. Cái này nó cũng phải phi 18 đó. Đó, chậu này nó dài tầm 60 cm, em bán là 300.000 nhá. Dành cho chậu số 1 này. Đây, chậu số 1 300.000 nhá. Cây rất là đẹp như thế này. Đó mọi người thấy, muốn nó thẳng về mọi người cứ cố định nó lên thôi là nó sẽ thẳng nha, rất là đẹp như vậy. Còn cây bây giờ mọi người muốn thẳng tắp thì không có đâu. Rồi, cây số 2, thẳng tắp thì giá của nó sẽ cao. Cây số 2 này, giá là 450.000 ạ. Số 2 nó có hai mầm nhá, nó cũng hơi cong cong vậy. Về mọi người cố định lên giúp, bởi vì cây về quá nhiều bọn em không có thời gian để cố định, không có làm cho nó đẹp hơn được. Nhưng mà quay cái cây này để mọi người cảm nhận được cái độ to của cây. Dưới này nó còn một mầm gốc nữa này. Đó, thì cây này giá là 450.000 dành cho hai mầm nhá. Mỗi mầm nó cũng dài 50-60 sen. Cây đều đang đi ngọn hết nha, đang đi ngọn mà đã rất là mập như thế này rồi. Vườn này trồng cho một cái chế độ ăn nắng rất là nhiều. Đó, ăn nắng rất là nhiều. À, rồi, cây số 3 này giá là 500.000. Đây, bán nào thích lấy cây thẳng thì lấy cây số 3 này, 500 này. Hai thân rất là thẳng mà siêu đẹp luôn nha. Hai thân thẳng mà rất là đẹp. Lá xếp rụng như thế này. Đấy, cây nào đẹp thì em nói đẹp nha.
Còn em bán hàng xấu thì giá rất là rẻ rồi, mọi người mua mọi người cũng biết rồi. Tùy theo cái lô cây, tùy theo cái lô hàng mà mình bán thì mình sẽ cân đối giá. Với cái giá này là chưa bao gồm phí ship đâu nha. Các bác mua mua vui lòng cộng thêm ship. Ship đối với những chậu to này thì nó tầm 50 70.000 nha, tùy theo chậu. Chứ ba mấy nghìn thì không có nữa đâu ạ. Bởi vì người ta đo theo chiều dài á. Dạo này em toàn gửi hàng lớn này không ạ. Rồi, chậu số 4 này, giá là 600. Chậu này thì nó cũng thẳng lắm luôn mà thân nó siêu mập như thế này. Đây, so với cái ngón tay cái của em nè thì mọi người sẽ thấy nó mập hơn rất là nhiều. Cái này phải so với cây bút lông cơ. Bình thường thì em sẽ có một cây bút lông cho mọi người nhưng mà em đang quay em không tiện lấy này. Đấy, nó phải phi 20 phi 25 ở trong này. Cân siêu to khổng lồ luôn. Đây là chậu số 4 nha. Giá là 600 nghìn. Đó, hai thân, cũng mỗi thân dài 60 50 cm. Rất là mập như thế này, mập khỏe. Và cái ngọn của nó này, mọi người thấy cái ngọn của nó đi nó rất là khỏe như này. Ngọn lá to mà bóng mà mỡ nha. Đó là cây số 4 này, giá là 600. Rồi, em sang cây số 5 này. Cây số 5 là cây này. Cây này số 5 là 3 thân thì giá là 700 nghìn nha. Số 5 3 thân, giá là 700. Đây mọi người nha, số 5 3 thân như này. Đó, số 5 này, 3 thân. Cây cũng rất là đẹp. Cây này cũng thẳng tưng này. Đấy, một thân dài nhất là phải tầm 70 sen. Hai thân kia là phải 50 á, 50 55 gì đó. Đây là chậu số 5 nha, 700 này. Đó, chậu số 5 700. Rồi, chậu số 6 này. Số 6 tương tự là 700. Chậu này lá mít nó xếp ruột rất là đẹp luôn. Đây, lá nó xếp nè. Đó, lá ruột rịch tròn xoe xoe luôn. Xếp về thân lá thì Phú Thọ cũng được xếp vào cái dòng thân lá đẹp đó chứ. Đó mọi người. Đây, quay xuống tới đây thì mọi người sẽ thấy nè. Đó. Cái này là cây số 6 700 nha. Ủa, lá nó tròn mà gân lá nó nổi siêu to luôn. Rồi, Phú Thọ mít nè, kiếp nó đẹp lắm luôn. Hai mầm như này, hai mầm gốc siêu to nha. Có cái thân bên này ngọn nó hơi lỗi lỗi tí thôi nè. Còn nói chung là không lỗi, lá nó bị cắn, lá nó bị đèo đèo tí thôi chứ chả có gì hết. Rồi đây, đây là cây số 6 nè, 700 nghìn. Cây này to lắm, mỗi thân nó dài phải 80-85 cm nha. Đấy, số 6. Rồi, số 7 này, 380 nghìn. Cây số 7 này là cây to. Cái thân nó phải nói là to nhất trong cái lô này. Đấy, thân này là nó phải bằng cây bút lông nè. Đấy, thân cái siêu to này, nó hơi cong thôi. Nhưng mà nó cũng dài tầm phải 70 cm. Lá cũng là thuộc dạng lá mít nha. Đó, xếp rất là đẹp như thế này. Đó, nó xếp siêu đẹp như thế này. 380 nghìn nha mọi người. Cái này là em đóng nguyên chậu hết nha. Đóng nguyên chậu hết. Đấy, còn bác nào mà thích nhỏ thì trừ ra 50 nghìn thôi nha. Nhỏ thì trừ ra 50. Do là hàng này nó không có lời được nhiều đâu mọi người. Nên là em không có trừ 100 nghìn giống như những cây khác được. Hàng này nó ít có. Rồi, cây số 8 này, giá nó 450. Cây này nó có 3 gốc với là một cái kỳ như thế này nha. 3 gốc một kỳ này. Số 8 này, 450 nghìn. Đấy, đây là cây số 8, 3 gốc. Thì gốc ngắn nhất thì nó tầm được 25 sen, gốc dài thì tầm 40 sen nha. Đấy, cái này chậu về treo lên thôi, treo lên là chăm cho nó mập thôi. Đấy nha. Đấy, đây là số 8 này, 450 nghìn. Rồi, cây số 9 này, 600 nghìn. Cây số 9 này có thân này rất là đẹp này. Đây, cây số 9 này. Thân này siêu đẹp luôn. Đó, dài cũng 60 cm. Lá xếp ruột rịch rất là đẹp. Rồi, bên này là nó được một gốc này. Rồi một thân già này. Hai ba thân này. Chậu này nói chung là nó nhiều lắm á, mà nó hơi bị lỗi lỗi tí. Đấy. Dưới này nó còn hai kỳ nữa này. Đó, hai kỳ mọi người thấy không? Cho nên là em tính chậu số 9 này là 600 nha. Chậu cũng to đấy. Nó bị rụng lá với nó hơi lỗi lỗi tí này. Đó, đây là chậu số 9 này, giá là 600 nghìn. Rồi, chậu số 10 tương tự 600. Chậu này 4 mầm nha, 4 đầu. Đó, chậu này 4 đầu cũng rất là đẹp như thế này. Đây, chậu số 10 này. Đó, 1 đầu này, 2 đầu này, 3 đầu. Có đầu to nhất là cũng phải 60-70 cm. Các cái đầu này thân cũng sọc rất là đẹp như thế này. Đây là chậu số 10 nha, giá là 600 này. Đấy, số 10 600. Rồi, số 11 này, giá là 500. Cây 11 này 500 phải gọi là siêu đẹp luôn. Thân nó cũng to. Đấy, lá xếp khá là thẳng như này. Thạc lá đều này. Đó, mọi người thấy thạc lá. Quay buổi sáng mới thấy được cái thạc lá. Buổi tối thì thấy một phần thôi. Do ánh điện này nó mờ mờ ảo ảo rồi thấy nó không rõ. Chứ còn sáng như này là thấy rất là rõ rồi. Mà nhận hàng trực tiếp là cũng thấy rõ nữa. Giống như em nói đó. Đây, chậu số 10 bán 500 nhé. Thân kia lá nó bị sên ăn tí thôi. Không ảnh hưởng gì hết. Gốc rễ đồ cây nó vẫn đẹp tráng. Đó nha mọi người. Số 10 này, 500.
số 10, à đây là số 11 nha. Số 11 500 chứ lộn, lộn số 10, có đánh số rồi. Số 12 này 600. 12 600 là nó có tới 4 đầu luôn. 4 đầu này khá là thẳng này. Đấy, 3 đầu thẳng tắp này và một đầu nó già là nó cong như thế này nha. Đó, một cái thân già nó hơi cong, nó cũng chưa già lắm đâu. Nó đứng gọn rồi, gọi là trưởng thành thôi. Gọi già thì cũng hơi tội cho nó. Gọi là trung niên thôi nhá. Đấy, trung niên trưởng thành rồi. Còn những em này là những em thanh niên này, mạnh khỏe đang lớn vù vù vù. Đây, đây chậu số 12 nhá, 600.000. Đó, nguyên chậu nè, ba thân nó đứng nó xếp đẹp ghê không? Đó, chậu số 12 600. Chậu số 13 này 550.000. Số 13 là hai thân. Hai thân cũng siêu to mập luôn, nông mà nó hơi cong. Ui, nhìn cái tạc lá của nó này kinh hồn khủng nha. Đó, nhìn cái tạc lá nó khủng long khủng bố như thế này mà. Đó, mà thân nó dày, lá nó bóng khỏe. Nói chung là nhận hàng của em, mọi người cảm nhận đi. Em nói nhiều quá nhưng mà bởi vì cái độ đẹp của nó là kinh khủng quá, cho nên là cứ phải nói đi nói lại nhiều lần, mọi người thông cảm nha. Đó, trước một cái đẹp thì mình phải xin bê, mình phải diễn tả nó rồi, chứ không thể nào mà im lặng trầm trồ được đúng không? Rồi, cây số 13 nha, 550.000. Đó, em lên 13 chậu Phú Thọ là còn những chậu này là to nhất đấy, đẹp nhất lô đấy. Còn đâu là chậu xấu một thân hai thân thì bán sau nha mọi người. Rồi. Rồi, qua bên này em có HO nha. Thì em cũng nói rồi, HO này thì cây nó đẹp hơn Phú Thọ. Đẹp cả về thân lá, cả về thân nha, cả về hoa. Đấy, mà lô này cũng là lô tác phẩm không. Rồi, chậu số 1 này, ba đầu. Ba đầu siêu đẹp như thế này nha. Thì mỗi đầu là 250, là ba đầu này là phải 750. Thì em tính là 600 nha, tính ra 200.000 một đầu. Chậu số 1 này, 600.000. Ủa, nhìn thân nó xếp, lá nó xếp đẹp ghê không mọi người. Quay ở đây là em đang che nắng rồi đó, chứ không là cây mà thấy mà nắng à, nó đẹp hơn nữa. Rồi, chậu số 1 này 600.000 nhá. Ôi, ba đồ nó đẹp. Rồi, chậu số 2 này. À, đây là chậu số 2 nhá. Rồi, chậu số 2 này. Cây này nó dài phải tầm 60 70 cm thì giá là 300.000 nhá. Đấy, số 2 là 300 nhá mọi người. Đấy, một thân thôi. Đó, nó dài hơn cây kia. Cây số 2 là 300.000. Phú Thọ thì nó là 350, chứ còn HO thì em bán nó rẻ hơn. Mặc dù là mua đồng giá đấy. Đấy, nhưng mà HO nó khó hoa, để cho thân lá cũng rất là ok. Cây số 3 này tương tự cũng là 300.000 luôn. Đó, cây này, cây số 3 này. Nhìn cái gọn rồi nhìn cái lá nó xếp như vậy, không có điểm nào mà chê được. Số 3 này 300. Cây số 4 này 350.000. Số 4 là 350. Rồi. Cây số 4 này nó to lắm luôn, nó dài phải 80-90 cm trong này mà lá nó xếp. Hàng này thì vận chuyển bên em đóng rất là cẩn thận nha, cho nên các bác ở xa hay ở gần gì cũng yên tâm, không có bị gì đâu. Nó sẽ bị cùng lắm là sơ sát một hai cái lá. Còn cái chậu này thì em sẽ cố bảo quản theo cái kiểu là tổng hàng khó vỡ nha, để cho người ta vận chuyển một cách ok nhé. Đây là chậu số 4 nha, 350.000. Trời ơi, thân của nó nè to hơn cả ngón cái là mọi người biết rồi, mà nó đi ngọn nó mở kinh khủng quá. Rồi, chậu số 5 này 550.000. Số 5 nè, 550. Hai thân nha. Hai thân cũng rất là to, dài tới 70 cm rồi đó. Đó, đây là chậu số 5 này, 550.000. Đó, mọi người thấy em quay camera có lấy được hết cây đâu mà. Quay có lấy được hết đâu, bởi vì nó quá to quá khủng rồi. Đó, thân lá thì bao to bao đẹp như vậy. Đó, lá nó xếp rồi như vậy. Số 6 này, 600. Chậu số 6 này nó dài hơn chậu số 5 nữa nha. 600.000. Rồi, số 6 là 600. Hai thân nha. Rồi, số 6 này 600.000, hai thân như vậy. Rồi, tương tự chậu số 7 này 800. Chậu số 7 này chắc nó được 5 thân quá. Ờ à, đúng rồi, 5 thân. 4 thân lớn với một thân bé như này này. Đó, nhìn lá nó xếp này. Đó, nguyên một cái tác phẩm này. Cái này là em còn cột vô rồi nên mọi người không thấy được cái độ bung xõa ra của nó. Về cố định ra 4 5 hướng nó bung ra sẽ rất là đẹp nha. Rồi, đây là chậu số 7 này, 800. Chậu số 8 này, 750.000. Chậu này 3 thân thôi. Đó, 3 thân. Đây là chậu số 8 nha. Đó, 3 thân này, 750.000. Số 8 này, 750 nha. Đó, số 8, 750. Rồi, số 9 này. Số 9 là cây em đánh giá là đẹp nhất của cái lô này đó. Số 9 này là 3 mầm là 800. Thì 3 ngọn nó đều mở to, đẹp như thế này. Ngọn đang rất là đi, lá bóng khỏe. Thân xếp rụt ra rụt rịch như này. Đây, mọi người thấy chậu số 9 chưa ạ? 800.000. Chậu này nó có 3 thân nhá. Đấy, về cố định lại lồng nó vô chậu lớn, nó sẽ thành một tác phẩm rất là đẹp nha mọi người. Đó, đây là chậu số 9 nha, 800. Chậu số 10 này, 700. Đây, số 10 là 700.000 này.
Đó, 10 700 thì nó cũng có 4 thân, 4 thân bé nha. Chậu số 10 700 tùy theo chậu nha. Đây, mọi người thấy là cây bên kia nó to, nó mọc đều nhau. Cây bên này thì có thân to, có thân nhỏ này. Rồi, số 10 700. Số 11 này, 750.000, 3 mầm. Đó, như cái cây này bán riêng là đã 350 rồi, siêu lực luôn. Hai cây này là 400, đó, 750.000. Đây là chậu số 10 nha. Cây nào cây nó thấy đều, quá là đẹp rồi. Số 10, đây là số 11 này, số 11 700. Ở cái đến cái số 11 này là bị lộn hoài ta. Đó, số 10 700 rồi, 11 này, 11 là 750 này. Số 12 này, 600. Đây, 12 600. Hương nhãn nó thơm quá mọi người. 12 600. Cái 12 này nó cũng được 3 đầu á. Hai đầu lớn với một đầu bé nha. Đấy, hai đầu lớn một đầu bé như này này. 12 600. 13 này. 13 này, 1 triệu 8, cái này 10 đầu nha. 1 triệu 8 10 đầu. Đây, 1 triệu 8 dành cho 10 đầu. Em đếm rồi, nó được 10 đầu á. Đó, cây dài nhất nó phải 70, cây ngắn nhất là cũng phải 50 trong đấy. Đấy, và số 14 này, 2 triệu. Cây này lá nó to, ngọn nó đều mở xếp đẹp hết. Nó cũng 10 đầu ở trong này đó. Đó, số 14 là 2 triệu. Đó, 14 2 triệu nha. Tự nhiên số 14 lên đây một cây 15 đi cho nó ok. Ơi, cây 15 là cây HO nhỏ nhỏ này này. Cây 15 là cây này này. Cây này đóng trên chậu này 200 nghìn nha, 3 mầm. Đó, mọi người thấy cái độ nhỏ không? Đó, cây 15 này. HO 15 nha, 200 nha. Đó, nguyên chậu, đóng nguyên chậu này. 200 nghìn. Rồi phim hôm nay thì em nói rồi đó, em chỉ bán HO của Thọ tác phẩm này thôi nha. Mọi người xem kỹ rồi chốt hàng giúp em nha. Xin chào, chúc mọi người ngày mới đầu tuần nhiều niềm vui và sức khỏe nha.